Năm 2020 quả là một năm đầy biến động với toàn thế giới. Dịch bệnh COVID hoành hành kéo dài cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dứt điểm, đã khiến cho nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Dịch COVID vừa tạm thời ổn định thì thiên tai bão lũ kéo về, những trận bão nghiêm trọng lần lượt tiến đến miền Trung khiến người dân không kịp trở tay, kéo theo đó là những thiệt hại kỷ lục về người và của. Lại có sao đây? Kéo theo đó là những thiệt hại kỷ lục về người và của khiến hàng ngàn người điêu đứng. Có thể thấy rõ 2020 là một năm làm đảo lộn cuộc sống và khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Dù vậy, dịch bệnh và thiên tai đều không phải là trở ngại của chúng tôi. Một năm không thể quên với tất cả chúng ta, cùng nhìn lại và cảm nhận. Sau tất cả, lửa thử vàng gian nan thử sức, với sự nỗ lực quyết tâm và đồng lòng, công ty cổ phần thương mại Hoàng Nguyên Tâm cùng với gần 200 nhân viên ở đây vẫn kiên cường vượt qua tất cả những thử thách ấy. Chúng ta đã duy trì và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển hệ thống và nhân rộng thị trường kinh doanh. Cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn là đối mặt và vượt qua nó. Nuti và hành trình vượt sống. Năm 2021, với tốc độ phát triển ấn tượng, bên cạnh 7 cửa hàng mỹ phẩm có mặt tại vị trí trung tâm đắc địa nhất thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, Nghệ An, ngày 7 tháng 6 năm 2020, Nuti tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ 8 tại số 111 Lê Văn Việt, quận 9, đáp ứng nhiều hơn nữa về nhu cầu mua sắm và làm đẹp của các khách hàng. Không có gì khác em. Đáp ứng nhiều hơn nữa về nhu cầu mua sắm và làm đẹp của khách hàng tại khu vực ngoại thành phố Hồ Chí Minh. Được sự yêu mến và tin tưởng của khách hàng gần xa, ngày 13 tháng 12 năm 2020, Nuti đã chính thức bắt tiến trở mở rộng. Nuti đã chính thức bắt tiến mở rộng quy mô kinh doanh với cửa hàng thứ 9 tại 163 Cầu Giấy, Hà Nội, dần khẳng định vị thế trong ngành phân phối mỹ phẩm trên khắp cả nước. Đây là cửa hàng chuyên nghiệp và hiện đại bậc nhất tiếp sau. Đây là cửa hàng chuyên nghiệp và hiện đại bậc nhất tiếp sau 8 cửa hàng có mặt tại khắp các quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, Nghệ An. Nuti Hà Nội hứa hẹn sẽ là điểm đến đáng tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng tại khu vực thủ đô. Điểm sáng thị trường trực tuyến, dẫn đầu ngành bán lẻ mỹ phẩm trên kênh Shopee. Dưới tác động của dịch bệnh và giãn cách xã hội, mua bán trực tuyến nói chung trở thành điểm sáng cho toàn ngành bán lẻ. Cùng chung xu hướng đó, ngành bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến càng tăng trưởng vượt bậc. Tiêu biểu là kênh Nuti.vn đã chính thức trở thành Nuti Shopee Mall. Ký hiệu được chính Shopee kiểm duyệt và cam kết 100% sản phẩm chính hãng, cũng như nhiều đánh giá tích cực của khách hàng, chỉ sau một năm hoạt động với hơn 100.000 lượt theo dõi. Tại đây, khách hàng có thể tha hồ mua sắm với hàng trăm deal sale giá siêu tốt hoặc giảm giá lên đến 90% cộng trong các chương trình lớn theo tháng hoặc theo... Đến 90% cộng đúng không? Có nghĩa là còn nữa. Trong các chương trình lớn theo tháng hoặc theo quý của Shopee, bên cạnh thành tích đáng ghi nhận của Nuti Shopee Mall, các trang mạng xã hội khác của Nuti cũng đã về đích thành công với hơn 530.000 lượt theo dõi tại Facebook và hơn 30.000 lượt theo dõi tại Nuti Instagram. Bên cạnh đó, các đơn hàng online ngày càng tăng trưởng lên đến 1.000 lượt mua sắm trung bình mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua sắm của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước. Từ sự phát triển thần tốc và tầm nhìn chiến lược, năm 2020 là một năm sôi nổi về mặt social media. Năm 2020 là một năm sôi nổi về mặt social media, cũng như được đánh giá cao về mặt truyền thông, báo chí, với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu như Á hậu Huyền My, ca sĩ Hiền Hồ, cũng như thu hút rất nhiều beauty blogger và hot TikToker đình đám.
Cũng như thu hút rất nhiều beauty blogger và hot tiktoker đình đám khác. 9 năm chiếm lĩnh thị trường, nhà bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam. Với mong muốn phát triển hệ thống phân phối mỹ phẩm rộng khắp cả nước, khát khao trở thành người đồng hành cùng khách hàng trong hành trình làm đẹp, Nuti Cosmetics. Nuti Cosmetics tự tin rằng sẽ là nơi mang đến cho khách hàng sự hài lòng về dịch vụ mua sắm mỹ phẩm chính hãng. Hơn cả là sự tư vấn đáng tin cậy, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp trước khi quyết định mua hàng tại Nuti. Đậu nành mít. Dù sao bạn cũng phải nghĩ, nếu đã nghĩ, hãy nghĩ điều lớn lao. Bên cạnh những thành tựu của Nuti Cosmetics thì đậu nành mít cũng là một trong những dự án mang lại nhiều thành công nhất. Nhất định em. Thì đậu nành mít cũng là một trong những dự án mang lại nhiều thành công nhất định trong năm vừa qua. Các cửa hàng đậu nành mít liên tục ra mắt trong năm 2020 là dẫn chứng cho thấy sự quan tâm và yêu thích của khách hàng. Trước những nguy cơ có hại cho sức khỏe từ các thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, thì một thương hiệu nước uống organic và healthy đúng không em? Ok. Thì một thương hiệu nước uống organic và healthy như đậu nành mít đang dần khẳng định chỗ đứng của mình trong thị trường F&B. Tính đến 2020, đậu nành mít đã chiếm sóng 6 cửa hàng tại các vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đậu nành mít 68 Ngô Đức Kế quận nhất với concept hoàn toàn mới chính là một trong những cửa hàng đặc biệt nhất có sự đầu tư quy mô về không gian nhằm tạo điều kiện tốt nhất để khách đến thưởng thức ly sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng và không hóa chất. Ngoài ra, còn phải nhắc đến sự thành công của đậu nành mít chi nhánh 168 Nguyễn Văn Nghi Gò Vấp. Đây là cửa hàng nhượng quyền đầu tiên ra đời ngay thời điểm khó khăn của đất nước, hứng trọn hai đợt dịch. Với mức giá vừa phải, menu đa dạng, nên cửa hàng này nhanh chóng được yêu thích, trở thành điểm đến lý tưởng cho khách hàng tại khu vực Gò Vấp. Chỉ sau 6 tháng khai trương, đậu nành mít Gò Vấp đã có lượng fan hùng hậu, vượt chỉ tiêu bán ra lên đến cả ngàn ly sữa mỗi ngày. Trong tương lai, đậu nành mít sẽ còn phủ sóng... Xin lỗi em... Trong tương lai, đậu nành mít sẽ còn phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc với một màu sắc thật tươi trẻ, năng động, quyết tâm trở thành một sự lựa chọn đáng cân nhắc và bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày cho những ai quan tâm đến sức khỏe. Với đậu nành mít, chúng tôi sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng nhỏ bé trở thành... Với đậu nành mít, chúng tôi sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng nhỏ bé trở thành điều vĩ đại. Hoạt động xã hội. Song song với việc phát triển doanh nghiệp, công ty cổ phần thương mại Hoàng Nguyên Tâm đặt trọn vẹn tâm ý vào hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội. Nuti Charity. Charity đúng không em? Nuti Charity vẫn đang hoạt động tốt đẹp và duy trì bền vững với sứ mệnh, san sẻ bớt phần nào những khó khăn vất vả, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, có đủ phương tiện đến lớp, vững bước an tâm đến trường. Sau 3 đợt thực hiện dự án thiện nguyện tại các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An với tổng cộng 500 chiếc xe đạp, năm 2020, Nuti Charity tiếp tục hành trình tại hai địa điểm khác gồm Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ bão. Cụ thể, đợt 4, ngày 7/7/2020 đã trao tặng 200 chiếc xe đạp tại các nơi thuộc diện vùng sâu vùng xa và khó khăn nhất tại tỉnh Ninh Thuận. Đợt 5, với sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và bão lũ, ngày 20/12/2020, Quỹ Thiện Nguyện Nuti Charity đã có mặt tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị, trao tặng các em học sinh 500 vòng quay, tương đương 500 chiếc xe đạp tại 9 tiền trạm. Từ năm 2018 tính đến nay, Nuti Charity đã trao tặng tổng cộng 1.200 chiếc xe đạp và đã chi hơn 2 tỷ đồng cho dự án thiện nguyện này. Hiện tại, Nuti Charity vẫn đang và sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trao tặng xe đạp, lan tỏa yêu thương. Đồng thời, trong năm tới, sẽ còn đi tới những nơi xa xôi nhất, hẻo lánh nhất để đồng hành cùng các học sinh vùng sâu, vùng xa. Cùng các em học sinh viết tiếp hành trình ước mơ của mình. Giấc mơ 10.000 chiếc xe đạp trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt tuy vẫn còn dài, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh đó, bởi hạnh phúc là khi ta chia sẻ niềm vui với mọi người.
Để có được ngày hôm nay chính là phần nhiều ở sự nỗ lực của tập thể nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên Tâm. Mỗi bước tiến dài, mỗi thành tựu đạt được trong chặng đường gần 9 năm qua đều nhờ vào sự đóng góp nhiệt huyết máu lửa của từng thành viên. Những cá nhân, phòng ban, làm việc lúc nào cũng vượt lên cả công việc và trách nhiệm. Sự cống hiến và tình yêu của các bạn dành cho công ty chính là những giá trị to lớn thật đáng để ghi nhận. Cứ chân thành mà đối đãi, tử tế mà đối mặt, tư tốn để vượt qua. Dù năm 2020 có là đại dịch thế kỷ, xin lỗi em. Dù năm 2020 có là đại dịch thế kỷ, thì chúng ta vẫn tự tin rằng chúng ta đã đương đầu với sóng gió, chúng ta đã vượt qua. Con đường đến với thành công không có sẵn, không dễ dàng. Chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới có thể đến đích. Thành công chỉ đến khi chúng ta thực sự cố gắng, nỗ lực hết sức vì mục tiêu, khát vọng. Xin lỗi em lại coi. Thành công chỉ đến khi chúng ta thực sự cố gắng, nỗ lực hết sức vì mục tiêu, khát vọng mà mình muốn đạt được. Hãy cố gắng nỗ lực làm việc bằng chính trái tim và đam mê thực sự. Bạn sẽ tạo nên giá trị cho chính bản thân mình. Và khi đó, thành công sẽ tự tìm đến bạn và tất cả chúng ta. Và giờ đây, đánh dấu thời khắc giao hòa của đất trời, cùng nhau chúng ta chia tay năm cũ, đón chào năm mới với nhiều niềm tin và tràn đầy hy vọng. Chúc năm mới 2021 những điều tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn, khởi sắc hơn. Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên Tâm sẽ ngày càng phát triển, thịnh vượng và không ngừng vươn xa.